Ơi, nó đây. Ơi, chà chà. Ly đây, tay đây. Đấy, các chị nhìn thấy chưa? Ở đây các chị sẽ đính được cái chai. Thầy đính tạo những cái kim 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 nó cũng hơi giống chai này. Đấy, các chị thấy không? Nó rất là phẳng. Xin chào tất cả các anh chị đã đến với kênh hướng dẫn làm thời trang chuyên nghiệp của Vũ Trần Đức Hải Master. Thưa các anh chị, ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị cách chúng ta làm một cái mẫu đảm bảo và rất là đẹp, và quan trọng là dễ bán, dễ làm đó. Và bằng những cái phương pháp mà rất đặc biệt của tôi, các anh chị ai cũng có thể làm được, chỉ cần các anh chị xem thật kỹ và chúng ta thực hành. Và không phải mẫu này các anh chị nhá. Thế thì mẫu này để đây làm gì? Thưa các anh chị, mẫu này các anh chị nhìn là biết là mẫu gì rồi đúng không? Đây là một cái mẫu mà gọi là mẫu vặn xoắn đó. Mẫu này có gì đặc biệt? Thứ nhất, mẫu vặn xoắn này là dạng bất đối xứng, không phải là đối xứng các anh chị nhé. Bất đối xứng tức là nó nằm lệch một bên. Và thứ hai, các anh chị thấy không, cái này nó bằng vải bọc, tức là cái vải mà để dành cho các nhà thiết kế họ làm nháp để mà làm thử lên nó xem thế nào. Thì các anh chị sẽ thấy một điều rằng tuy là một vải bọc, là cái vải nó không co giãn, nhưng khi mà chúng tôi hướng dẫn cho học viên của chúng tôi làm lên như thế nào, đây là bài của học viên nhé, tại lớp 6D học trực tiếp đó, thì tôi hướng dẫn cho thì các anh chị thấy là mẫu lên rất là căng đẹp, những cái phần mà tạo nút thắt rất là đẹp, xếp ly rất đẹp, và đặc biệt những cái phần khác, phần phía trên này thì nó lại phẳng, nó không có bị dư, không có bị ly. Nhiều người làm không biết cách làm là nó ly lên tận trên này đó. Thế thì cái mẫu này tôi để đây là vì sao? Vì tôi muốn nói đến một điều, đó chính là khi chúng ta làm việc thời trang ấy, anh chị muốn có một cái sự làm việc dễ dàng và tạo ra những cái sản phẩm đặc biệt, thì chúng ta cần phải có một cái kiến thức nền tảng, một cái kiến thức mà chuyên sâu để chúng ta có thể làm được bất cứ những cái mẫu gì mà chúng ta muốn. Thì ở đây tôi lấy ví dụ là cái mẫu vặn xoắn này, rất nhiều người cũng đã tập thử làm rồi, nhưng mà khi chúng ta làm thì chúng ta không có biết kiến thức căn bản, cho nên chúng ta làm một cách là máy móc, mà làm theo kiểu là bắt chước một ai đó dạy cho các anh chị, nhưng mà vì các anh chị không có kiến thức bài bản, cho nên là những cái phần mình làm lên nó không có chuẩn và nó không có đẹp đó. Vì vậy cái thông điệp mà tôi muốn đưa đến cho các anh chị trong cái clip ngày hôm nay đó chính là gì, là hãy trang bị cho mình những kiến thức rất rất căn bản nếu các anh chị muốn đi đến cùng cái đam mê của mình, nếu anh chị muốn thành công và kiếm được tiền hoặc rất nhiều tiền, thì không có cách nào khác là các anh chị phải trang bị cho chúng ta chính mình những cái kiến thức nền tảng nhé. Tất cả phải được xây dựng một tòa lâu đài thật lớn, phải được xây dựng trên một cái nền tảng vững chắc, không thể xây dựng trên một cái vùng gọi là một cái nền bằng cát được, thì khi mà sóng nó xô vào cái là có thể là nó sụp đổ ngay đó. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách chúng ta làm cái mẫu, các anh chị có thể nhìn trên màn hình đây, một cái mẫu như thế này, thấy chưa? Đó, tin rằng các anh chị sẽ rất thích nó. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần hướng dẫn làm mẫu của tôi thôi. Xin mời các anh chị, chúng ta sẽ cùng xem kỹ cái mẫu mà tôi sẽ hướng dẫn sau đây cho các anh chị. Đây, các anh chị thấy rằng cái mẫu này nó có xinh không ạ? Rất là xinh đúng không ạ? Đây là một trong những mẫu mà đặc trưng theo phong cách của thời trang Hàn Quốc. Đó, nó vừa lịch sự, tức là nó khá là kín đáo, không có hở gì cả, nhưng nó lại có những cái điểm nhấn rất là điệu đà. Ví dụ cái phần tay này, đấy, phần tay này nó có cái phần tay gọi là tay hơi loe một chút này, đẹp không ạ? Đấy, và nó có những cái ly xếp như này để che được cái phần, nếu mà bụng to, các chị em mà trung tuổi rồi đi làm thì nó rất là sang trọng. Đây, ở đây nó còn có đính các hạt chai đó. Tôi sẽ hướng dẫn cho các chị cách làm mẫu này. Mẫu này làm rất đơn giản thôi, nhưng chúng ta phải có kiến thức nền tảng thì chúng ta mới làm được, nó mới đẹp và nó nhanh các chị ạ nha. Các chị xem kỹ đây, đẹp quá. Thế thì để làm cái mẫu này thì chúng ta cần những cái thứ sau. Đầu tiên đó chính là một cái bộ dập cơ bản nhá, cái form dập cơ bản các anh chị phải có thì chúng ta mới làm được cái form mà nó chuẩn chỉ như này nhá. Thì rất nhiều anh chị chúng ta làm nghề lâu rồi nhưng chúng ta không thể có cho mình một cái form dập đầm cơ bản nó chuẩn. Anh chị có thể đi học ở rất nhiều nơi nhưng form nó vẫn chưa đẹp, nó chưa phẳng, nó không có tôn giãn. Thế thì rất là hay là thầy Hải đã sẵn sàng chia sẻ cái công thức cái form
đậm chuẩn mà tôi đã nghiên cứu rất là lâu rồi nha, rất nhiều năm, và form này là bao chuẩn luôn, rất là đẹp, và trên tay tôi đang cầm cái bộ dập đấy. Thì các anh chị nào mà chúng ta chưa có bộ dập này trên tay, hãy nhanh chóng liên hệ với học viện theo số điện thoại ở trên màn hình để có bộ dập trên tay, và tôi sẽ dành cái giá ưu đãi cho anh chị nha. Giá ưu đãi sẽ là 295.000, ở đây giá gốc đang là 360.000, được chưa? Đấy, một bộ dập rất xịn như thế này. Khi chúng ta bộ dập rồi thì chúng ta sẽ sao ra cho tôi. Đây là mẫu này là đằng trước và bất đối xứng, đằng sau là đối xứng, thì đằng trước các anh chị sẽ sao hai bên cho tôi như thế này nha. Và đằng sau là chúng ta chỉ cần sao một nửa thôi đó. Và trong clip này thì tôi sẽ sử dụng bộ dập chuẩn tỷ lệ 1/2, có nghĩa là nó nhỏ vào một nửa so với thông số của bộ dập tỷ lệ 1/1 đó. Thì tôi sẽ sử dụng cái thước quy đổi như thế này. Trong quá trình tôi làm, tôi sẽ nói cái kích thước nó là bao nhiêu, thì các anh chị cứ thế là dùng kích thước để áp dụng luôn lên cái tỷ lệ 1/1 nhá. Các anh chị không cần phải quy đổi nữa vì tôi đã có cái thước quy đổi này rồi, hay không ạ? Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần làm. Với phần đầu tiên đó chính là vẽ phác thảo trên cái form này nhá. Các anh chị mua cái bộ dập này thì sẽ được tặng cái form này, thì các anh chị chúng ta sẽ làm nghề chuyên nghiệp nhá. Chúng ta vẽ cái này cái là chúng ta sẽ trở thành những của nhà thiết kế luôn, được chưa? Rồi, xin mời các anh chị hãy theo tôi để vẽ bản phác thảo để chúng ta phân tích mẫu. Xin mời. Tôi đã vừa vẽ xong cái bản phác thảo thì anh chị sẽ thấy rằng là cái mẫu này chúng ta đằng trước là mẫu bất đối xứng và nó sẽ có những cái ly xếp như thế này, và còn đằng sau thì là mẫu đối xứng. Ở đây đằng sau tôi sẽ cho mẫu là cái kiểu mà bảy mảnh nhé, dạy cho anh chị cách chúng ta thiết kế bảy mảnh. Và cái phần tay thì nó sẽ có phần điểm nhấn là cái tay nó hơi random một chút, rất là yêu đó. Và tôi có thay đổi một chút là tôi sẽ tạo ra cái phần xẻ ở đây nha, để bước đi cho dễ và nó cũng sẽ tăng cái tính gợi cảm đó. Còn cái chị muốn là nó kín đáo thì cái chị có thể không xẻ được như cái nguyên gốc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào phần thiết kế bộ dập. Xin mời các chị, chúng ta sẽ đến phần thiết kế bộ dập với những cái bộ dập như thế này. Ta sẽ bắt đầu với phần thân trước và phần cổ. Cổ đây thì anh chị thấy đây, chúng ta quan sát thì nó sẽ là cổ hơi thuyền một chút. Ta dùng thước cong để vẽ qua các điểm ta vừa vẽ. Thước cong này nó rất là lợi hại các anh chị nhé, vẽ giúp chúng ta vẽ thuận lợi. Anh chị nào mà chưa có thì có thể là liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại trên màn hình để mua cho mình cái bộ dụng cụ combo, nó sẽ có đầy đủ đồ chuyên nghiệp.
chúng ta để vai thân sau khớp với thân trước qua vai để chúng ta sẽ vẽ phần cổ của thân sau. Rất đơn giản. Ta lấy kéo chúng ta cắt. Giờ tôi sẽ hướng dẫn các chị chúng ta làm cái bảy mảnh nhé. Dùng thước cong. Ở đây thì phía dưới này, anh chị chúng ta muốn làm cho cái phần bông trông nó lỏng hơn thì chúng ta sẽ dịch chuyển ly này, đầu ly này thành làm bông nhé. Lệch sang một phần, ta phải sửa. Ở phía dưới này thì chúng ta kẹp thẳng xuống. Nó sẽ tạo một cái bộ đụng nở cho cái vòng một. Đây là bí quyết nhé. Rồi, chúng ta cắt nhớ. Chúng ta cắt làm sao cho đường cong nó có vẻ lượn mềm qua những cái góc chứ không phải cắt cái khúc được gì. Rất đơn giản đúng không? Thì cẩn thận thì chúng ta hãy đánh dấu khớp nhé để thuận tiện cho người thợ may họ sẽ may. Đây là cái dấu khớp. Dùng kim bấm dấu. Đó, đây là tác dụng của kim bấm dấu. Nhiều anh chị chúng ta còn chưa biết cái kim bấm dấu để làm gì đúng không? Mua bộ combo này ở học viện thì sẽ có cái kim bấm dấu này, anh chị sẽ được sử dụng. Ngoài ra còn những cái đồ khác như là con lăn này, những cái thứ mà làm nghề chuyên nghiệp chúng ta phải có. Cánh bài. Đây chúng ta đi là thân sau nhân với 2 chỉnh nhé. Lock đó thì là nhân với 2 lock. Và cái chỉ ghi rõ cái này là thân sườn này. Đánh nhầm lẫn. Và cánh bài trùng với cái trục của ly cơ bản. Thân sau nhân với 2 chỉnh. Hai lót và cái này thì ghi rõ, cái này tra khóa chúng ta sẽ tra khóa từ đây đi lên đây, ghi chỗ này là tra khóa. Rồi. Làm này rất là chuẩn luôn, không sai luôn. Sau phần thân sau chúng ta đến phần thân trước. Để làm phần thân trước này thì các anh chị sẽ vẽ cho tôi cái đường thiết kế ở phía trên này nhé, đường cổ này. Ta đặt thước cong đây. Đường này đi xuống đây. Tôi sẽ vẽ lại những đỏ, anh chị nhìn cho dễ nhé.
Và bây giờ chúng ta sẽ cần phải tạo vẽ các cái đường ly ra, ly mà chúng ta mong muốn. Ở đây chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cái ly. Thì chúng ta có cái ly đầu tiên là ly hơi chéo như này xuống, ngang eo hơi chéo xuống một chút. Chúng ta sẽ chấm ở đây để kiểm soát cái tỷ lệ nha. Kiểm soát tỷ lệ 1, 2, 3. Chúng ta đánh số đi bạn. 1, 2, 3, 4, 5. Ok chưa? 2. Tôi sẽ rơi cho chị nhìn nó rất thích nhé. Tỷ lệ. Dạ. Và giờ thì tôi sẽ tiến hành cắt cái ly này ra. Tiếp bên trái ra, sau đó tôi sẽ sập lại. Đây là kiến thức rất là căn bản trong xoay chuyển ly. Anh chị có thể xem các cái bài xoay chuyển ly tôi chia sẻ miễn phí trên YouTube, những cái bài căn bản. Còn những cái bài nâng cao thì anh chị có thể học tại khóa học 6 level online có phí, là khóa học rất đẳng cấp, đang rất nhiều anh chị đang học để trở nên chuyên nghiệp. Thì sẽ có rất nhiều cái bài dạy về xoay chuyển ly cao cấp. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng kéo, chúng ta cắt ở phía dưới này, cắt lên. Anh chị lưu ý là ở đây thì tôi có thay đổi thiết kế một chút, là có phần xẻ thì chúng ta sẽ đánh dấu xẻ ở đây nhé. Xẻ 15 phân từ cấu đây nhé. Rồi tôi cho 12 phân thôi, không là thở quá. Nhưng mà 12 phân thì cái tỷ lệ nó không được sử dụng lắm, 15 phân nhé. Còn các anh chị nào mà không muốn thở, không xẻ thì hãy không cần thiết kế cái chi tiết này. Đây là xẻ. Chúng ta khi cắt đến đường gấp khúc thì các anh chị sẽ lượn cho tôi. Chúng ta sẽ lượn, đặc biệt là phần đi qua. Đi qua đi. Đây, các anh chị thấy không? Đây là phần đi ngược này. Đấy. Thế thì các anh chị muốn cái phần ngược nó tròn hơn thì chúng ta lượn một chút nữa. Đấy. Và đây nó không cái bí quyết nha, tôi sẽ dạy các anh chị. Chúng ta sẽ đánh âm một chút ở phần này đi, thì nó sẽ ôm hơn rất là nhiều, ôm hơn cái phần phía trên này, nó ôm đẹp hơn. Đây là bí quyết nhá, tôi nói riêng cho các anh chị thôi, những ai mà xem cái YouTube này của tôi. Đấy. Lên bao đẹp luôn. Đấy, mình đi
nhìn nào. Cho ta làm như này. Nhìn ngay thông tin vào. Để nó không bị nhầm. Anh vào. Đây là phần thân trước. Cái này nhân với mấy ạ? Nhân với 1 chính, bởi vì là vẫn đủ sướng mà. Nhân với 1 đúng không? Thực ra thì cần đó. Thường thì tôi sẽ không dạy cắt như này. Nhưng mà thôi, để cho anh chị nhanh thì chúng ta làm như này được. Nhưng mà làm chuẩn hơn thì chúng ta phải có một kiểu làm lót khác nhá. Thì trong khóa học chính thức tôi sẽ dạy cho mọi người cái đó. Rồi, ok. Chúng ta sẽ tiến đến phần cắt nốt này đi. Và hãy cuốn mềm mại, cắt mềm mại đi qua cái cửa. Trên này các chị tinh chỉnh một chút, cũng đánh âm và sau khi đi qua cũng có đỉnh một chút. Đấy, đánh âm và chút xíu, đảm bảo rất là đẹp luôn. Đấy, mình quên nha, mình quên. Rồi, và sau đó thì chúng ta sẽ đến cái phần bên này, là cái phần rất là quan trọng này. Các chị chú ý nhá, tôi sẽ làm, chị cần phải theo dõi từng chút một. Và tôi sẽ phải làm nhanh vì thời gian cũng cho phép. Chúng ta sẽ cắt cái đường số 4 này ra. Được chưa? Và chúng ta sẽ tiến hành dán cái ly căn bản vào. Chia sẻ kể cho tôi như này. Các chị nhìn cái ly này thì các chị sẽ phát hiện một điều là tôi đã tiến hành xoay công tác chuẩn bị cho phần xoay chuyển ly rồi từ ly ven này, bởi vì ly ven gốc thì cái đầu của nó là nằm đây chứ nó không phải nhọn lên tận đây nhá. Đấy, thì các chị nào đã nắm vững kiến thức xoay chuyển ly sẽ hiểu cái điều tôi nói. Còn anh chị nào mới thì chúng ta lục lại cái bài và về xoay chuyển ly nhé. Tức là chúng ta cần phải nối từ đỉnh đầu này xuống đây. Và giờ thì chúng ta sẽ sập. Sập tiếp ly này. Ta sẽ tiến hành cắt cái ly này. Đến đây các chị hướng về phía đỉnh đầu tôi. Cắt cái ly số 2 ra. Đến đây cũng hướng về phía đỉnh đầu tôi. Chúng ta cắt ly số 3 ra. Chúng ta hơi vòng lên trên một chút. Cắt ly số 5. Và số 6. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho tờ giấy. Ở đây tôi sẽ sử dụng tờ giấy trắng để các anh chị dễ nhìn nhé. Dễ nhìn được cái cách phát triển của tôi. Sẽ đặt đây. Dán phần trên này, sau đó cái miếng khoảng số 2 này thì di chuyển làm sao cho cái ly này cân đối nhé. Và phần dưới này nó lớn hơn một chút xíu so với phần trên. Độ rộng của ly bao nhiêu thì là vừa, thì chúng ta cần phải có cái kiến thức chuyên sâu nền tảng. Cái ly này chúng ta nếu mà quá nhỏ thì nó sẽ không
không thể nào mà xếp được, giữ được ly, nhưng mà quá lớn thì nó sẽ dày. Chút nữa tôi làm về thì tôi sẽ đo cho các anh chị nó là bao nhiêu. Chúng ta đặt miếng phía dưới đây mà. Đây, tiếp tục sao. Các anh chị đang theo dõi phần hướng dẫn của Vũ Trần Vũ Hải Master về kiến thức làm thời trang chuyên nghiệp. Nếu các anh chị thấy hay thì hãy comment ở phần phía dưới là 6D tuyệt vời hoặc là 6D dễ hiểu để tôi biết được rằng các anh chị đang hiểu những điều tôi dạy. Và nếu muốn xem các video tiếp theo của tôi, muốn biết thông tin tiếp theo thì hãy nhấn vào nút subscribe, nút đăng ký kênh để biết được khi mà những video tiếp theo tôi lên thì các chị sẽ nhận được thông báo mà không cần xin link của tôi. Nhấn vào hình quả chuông nhé các chị nhé, trong cái nút subscribe này. Hãy comment vào phía dưới nếu các chị muốn hỏi gì đó, tôi sẽ trả lời cho các chị. Comment những suy nghĩ, những trăn trở về nghề để tôi sẽ giúp đỡ các anh chị. Và hãy liên hệ với tôi qua Facebook cá nhân, tôi là Vũ Trần Đức Hải, gửi cho tôi những cái mẫu mà các chị muốn tôi làm. Rồi, ly này chúng ta mở này, hợp lý đấy. Kiến thức làm thời trang thì nó rất là bao la các anh chị, nhưng mà chúng ta có một cái cách để chúng ta học, đó là chúng ta không học theo kiểu là máy móc, mà chúng ta sẽ học theo kiểu đi từ căn bản đến nâng cao, học cách thiết kế kiểu tư duy, thì nó sẽ giúp cho các anh chị chúng ta biết một kiến thức nhưng mà chúng ta có thể làm rất rất nhiều mẫu. Còn nếu các anh chị học theo kiểu ngày xưa ấy, là cái kiểu mà học mẫu nào chỉ biết mẫu đấy, thì cái kiểu đấy nó sẽ làm cho chúng ta sẽ không thể nhớ được hết các cái mẫu, đúng không ạ? Có hàng nghìn hàng triệu mẫu trên đời này, nếu mà chúng ta học theo kiểu máy móc như vậy thì sẽ rất là khó để làm nghề. Đó là cái thông điệp tôi muốn gửi tới các chị, tức là học bài bản từ căn bản đến nâng cao nhé. Và đương nhiên là chúng tôi đang có những khóa học mà 6D online có phí, sẽ giúp cho các chị chúng ta biết được những kiến thức chuyên nghiệp rất là hay. Cái lớp đấy là lớp online nên là các anh chị ở mọi miền tổ quốc cũng như trên thế giới đều có thể học được nhé. Chỉ cần có internet là chúng ta có thể học được, rất là tiện về mặt thời gian cho các anh chị. Và về mặt học phí thì cũng đang rất là ưu đãi, rất là lớn đấy. Các anh chị hãy ủng hộ tôi bằng cách nhấn đăng ký kênh và chia sẻ kênh này tới đông đảo mọi người cùng xem, để chúng ta cùng trải nghiệm, cùng chia sẻ với nhau những kiến thức làm thời trang chuyên nghiệp các anh chị nhé. Như thế thì sẽ rất là tuyệt vời, nó sẽ thành một cái cộng đồng rất là lớn làm thời trang chuyên nghiệp. Nhấn vào có cái đường link của cái video này để gửi cho tất cả mọi người, hãy chia sẻ nó. Đã làm sắp xong rồi đấy. Bây giờ sau khi anh chị nhớ là chúng ta dán cái này phải dán thật kỹ nhá, không nó bung đấy. Hoặc các anh chị sẽ đặt cái này lên một cái tờ giấy to khác và chúng ta sao ra, thì đấy là một cách khác nhá. Nhưng mà trong trường hợp này thì tôi dán cái tờ giấy trắng này, các anh chị nhìn nó dễ hơn, thuận cho các anh chị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xếp cái ly này hất lên phía trên nhá, theo mẫu là hất lên phía trên.
có xếp vào nhá. Chị có thể sáng tạo bằng gì? Dưới này. Và chúng ta sẽ cắt. Ở đây các chị sẽ thấy cái này nó hơi thừa một chút thì chúng ta sẽ cắt bằng gì sau. Chúng ta sẽ mở ra để xem cái hình của nó như nào nhé. Đánh dấu chiều mũi tên là cái hướng xếp ly, tất cả đều hất lên trên hết. Và đây chúng ta sẽ canh vải. Canh vải các anh chị có thể chọn theo chiều này cũng được, tức là trùng với tên, hoặc chọn theo chiều này nhá. Rồi đây tôi sẽ chọn theo chiều này. Thân trước nhân 1 chỉnh 1 5. Rồi như vậy là chúng ta đã xem xong cái phần thân trước và thân sau. Và bây giờ chúng ta sẽ làm phần tay. Phần tay thì các anh chị sẽ lấy cái form 37 ra sau giấy. Trong bộ dập thiết kế chuyên nghiệp, bộ dập đầm ôm siêu chuẩn căn bản này, thì nó sẽ có cả cái form tay này các anh chị nhé. Đó, thế thì đây là chiều dài rất là căn bản, chiều dài và dài tay đến phần cổ tay. Thì chúng ta sẽ thiết kế nhé, thiết kế cái tay này, cái chiều dài của nó. Các chị nhìn từ cái đường kiểu tay đi xuống đây thì chúng ta sẽ chia đôi ra nhé, sẽ chia đôi này, anh chị nhìn rõ được cái vẽ lại một chút cho nó to, chúng mình nhìn thấy nhé. Đây là phần khuỷu tay. Thế thì từ đây xuống đây, từ khuỷu tay này xuống cổ tay chúng ta chia đôi ra nhé, tầm này chúng ta vẽ. Nên nhớ là tay này, cái đường cong này nó sẽ mang trước và mang sau, tức là trao và thân trước thân sau khác nhau, cho nên chúng ta cần phải ghi rõ nhé. Đây là mang trước và đây là mang sau. Các chị nhập cái này thì cái tay tra lên nó sẽ rất là buồn cười. Trong bộ dập cơ bản cũng đã ghi rất là rõ. Và cái đường này là đường khớp vai nhé, nó sẽ lệch một chút. Và bây giờ tôi sẽ dạy các chị cách chúng ta làm cái phần tay lèo này nhá. Bàn tay loe này. Chúng ta kẹt cái đường đều nhau.
chúng ta mở cái này này. Các anh chị muốn nó loe nhiều thì các anh chị mở cái góc nhiều lớn nhá. Loe vừa thì ở đây thì tôi thấy người ta loe cái tay góc này nó cũng không nhiều lắm đâu. Rồi, xong cái phần tay rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem cái mẫu mà tôi hướng dẫn cho các anh chị ngày hôm nay thì nó sẽ lên mannequin. Lên mannequin nó như nào nhá. Anh chị có hồi hộp không? Nhá, đương nhiên rồi. Làm xong chúng ta xem thì chúng ta phải xem cái kết quả của nó xem như nào, đúng không? Mới thấy được cái độ hay của nó. Cái này tay canh bài này. Tay nhân 2 nhá. Cái này là vèo tay nhân hai. Cái này anh chị muốn nó mềm thì anh chị đánh canh thiên này, canh xéo đó, sẽ lên xem ra là buổi hộp quát tốt của hộp. Ai mẫu thời trang đẹp xịn chuẩn bán hàng tốt nào? Đây chính là mẫu này đây. Chúng ta sẽ nhìn lại một lần nữa cái mẫu này để mà chút nữa xem cái phần mẫu của thầy Hải hướng dẫn cho anh chị trên mannequin này nó như thế nào các chị nhá. Đây. Đấy, ly xếp này, chai này, tay loe này nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ xem cái mẫu trên tay. Có hồi hộp không? Đây, nó đây. Nó đây. Ơi, chà chà. Ly này, tay này. Đấy, các chị nhìn thấy chưa? Ở đây các chị sẽ đính cái chai. Thầy đính tạm những cái kim kim nó cũng hơi giống chai này. Đấy, các chị thấy không? Nó rất là phẳng. Đấy. Và cái tay thì đương nhiên rồi. Các chị thấy cái tay này nó dơ ra như cái ống khói không? Nhưng mà đây là giấy các chị ạ. Lên vải thì nó đẹp long lanh luôn và một tay nó loe này. Tôi đã hướng dẫn các chị cách cắt cái tay loe này rất là nhanh và đơn giản đúng không? Đó. Và đặc biệt là cái mẫu này thì chúng ta có được xong phát triển theo kiểu 7 mảnh. Đó. Dễ lắm. Làm theo phương pháp của nhà rất dễ. Và điểm nhấn của nó đương nhiên rồi là 6 cái ly này thì tôi đã hướng dẫn các chị cách phát triển 6 ly này rất là dễ đúng không? Thế thì các anh chị thấy là cái 6D nó hay, nó tuyệt vời, hãy comment ở phía dưới nhé. Và đặc biệt mẫu này ngày hôm nay thầy đã dạy cho các anh chị cái tâm huyết của thầy làm những cái video này bất công lắm các anh chị ạ, làm ngày đêm suy nghĩ về nó rất là nhiều. Vì vậy tôi mong muốn các anh chị khi mà xem xong hãy thực hành, hãy làm những cái mẫu này đi, mẫu tuyệt vời đi. Và tôi tin rằng anh chị sẽ bán được, khi mà mình sản xuất cái mẫu này sẽ bán được rất là nhiều nhá. Mẫu nó đẹp như này, đáng yêu như này, tại sao chúng ta lại không sản xuất nhá? Bây giờ đừng có nói mà tôi không biết làm nữa, bởi vì là thầy Hải đã hướng dẫn cho các anh chị rất là chi tiết rồi. Ai cũng có thể làm được, ai cũng có thể làm được, cứ 18 tuổi trở lên là làm tốt nhá. Đó, và hãy nhớ rằng muốn làm được tất cả các mẫu, nhiều mẫu thì hãy có kiến thức nền tảng, kiến thức chuyên nghiệp nhá. Chứ còn chúng ta học mà chúng ta chỉ học ba cái là học cái gì biết cái đấy thôi, không có được đâu. Vì vậy, các anh chị muốn đi xa hơn, muốn trở thành người chuyên nghiệp, hãy gọi điện cho chúng tôi, hãy quan tâm đến khóa học 6D online đang diễn ra. Đây là khóa học có phí, khóa học siêu chuyên nghiệp. Hãy gọi cho chúng tôi trên số điện thoại trên màn hình này. Sẽ đang có ưu đãi dành cho các chị rất là nhiều. Nhá, hãy gọi ngay, đừng ngại ngùng, hãy quyết đoán ngay để chúng ta sẽ trở thành những người làm về thời trang chuyên nghiệp với những kiến thức nền tảng. Vâng, đến đây thầy Hải cũng xin chào và hẹn gặp lại các anh chị tại các video clip lần sau. Vũ Trần Đức Hải Master xin chào và hẹn gặp lại các anh chị. Bye bye. Vâng, nếu thấy những video này thực sự hữu ích, xin hãy làm 3 điều sau. Hãy nhấn vào nút like, nút yêu thích để ủng hộ chúng tôi. Thứ hai là nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh
và sau đó nhấn vào hình quả chuông để các bạn sẽ biết được những video mới sớm nhất. Và thứ ba, hãy để lại những comment bình luận, đó là những thắc mắc, những chia sẻ của các bạn để chúng tôi dễ dàng giúp đỡ các bạn hơn.